Ở đây em mới có một cái con cưa máy bãi, này là máy Trung Quốc nhưng CS5 280. Đó này năm máy cưa 52. Máy cưa này rất là nặng luôn, hình dáng làm bi chen của thằng Atin này. Con máy này thì mới lấy ở bãi về, nhưng mà bây giờ để xem tình trạng nó mình có còn vệ sinh hoạt động được nữa không. Rồi. Giờ để em vệ sinh lại cho mọi người xem thử cho nó ok. Video của em đó, bây giờ mình ơn con này cứ liên hệ bên em nha.